Những cái em ốc có lỗ mũi màu cam cam, cái mình thì trơn trơn bóng bẩy, đang bò lớp nhớp như vậy. Mọi người có biết là con ốc gì không? Ê, ăn ốc đen xạo dừa muốn xỉu, mà tới đó đi ra ngoài một dĩa không có đủ tôi ăn, kêu thêm dĩa thứ hai thì không có đủ. Bởi vậy bữa nay mua được mớ ốc đen còn tươi ngon, tôi phải tranh thủ làm nguyên một chảo mà nuốt cút dừa phải sền sệt kẹo kẹo ngậy tuyệt đối nha, để cả nhà tôi ăn cho nó đã. Ốc đen nó mua về mọi người ngâm một tí cho mấy ẻm nhã cát ha, xong rồi á loại bỏ cái phần đuôi của ốc đen đi bằng cái kềm để hồi mình hút cho nó dễ á. Tiếp theo đó thì rửa đi rửa lại khoảng 2-3 lần nước, như vậy thì mới sạch hết được các cái miễn của vỏ ốc. Bây giờ thì bắt cái bếp lên cái chảo, mọi người phi thơm tỏi đập dập và xả các sợi lên hen, cho nó vàng tới bến luôn thì mình cho ốc vào xào. Cay à, mình mới nêm muối đường bột ngọt vô trong con ốc. Món này mọi người nêm nhiều đường chút nha, tại vì nó thiên về ngọt ngọt thì mới béo mới thơm. Xào tới xào lui xào mãnh liệt cho tới khi con ốc nó chín thì mọi người cho một tô nước dừa kẹo vô trong đây. Ở đây thì tôi mua một ký ốc là một ký nước cốt dừa đó mọi người, lại đảo tới đảo lui đến khi nào nó sôi trở lại thì mình tắt bếp hen. Trời ơi nó thơm xỉu lên xỉu xuống luôn đó mọi người, thơm nước cốt dừa rồi xả rồi tỏi rồi ốc nó hòa quyện, thèm dữ lắm rồi nhưng mà chưa có ăn được nha. Phải cho một thứ quan trọng vô, đó chính là rau răm. Có rau răm nó mới thơm, nó mới bắt và ăn tới đâu lạ ghiền tới đó. Tôi mê ăn cái phần nước của cái món này hơn là con ốc nữa đó. Cái nước nó thơm, nó béo vô cùng luôn. Nó vừa ngậy nè, nó vừa thơm nè, mặn mặn ngọt ngọt xen lẫn. Mình nhai trúng cái miếng rau răm nữa, nó đã cái miệng nữa. Nhưng mà lúc này ốc len chỗ tôi sao ít bán quá. Giờ thèm muốn làm lại chảo về ăn mà không biết mua ở đâu. Trời ơi, có ai biết chỉ tôi chỗ mua với nha.